Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay Bảo Ngọc nhận được một cái tin nhắn của anh Trần Dần. Sau đó thì anh Trần Dần có gọi cho Bảo Ngọc là anh Trần Dần nói là hôm nay anh đang thì là chuẩn bị đi ra phố, cho nên là tranh thủ trên đường đi thì anh còn một chút thời gian thì Bảo Ngọc có thể quay một cái video được không? Thì Bảo Ngọc cũng rất là tò mò, không biết là hôm nay anh Trần Dần là muốn nói với Bảo Ngọc về chủ đề gì. Vâng, xin chào anh Trần Dần. Và xin anh có lời chào đến quý vị khán giả của Việt TV. Hôm nay thấy anh hút thuốc mà ho nhiều quá. Mời anh ạ. Trân trọng kính chào khán kính giả Việt TV. Của kinh của Bảo Ngọc, tất cả những lời nói của Trần Dần đều chịu trách nhiệm trước luật pháp của nước Mỹ và chịu trách luật pháp của vấn đề mà tuyên viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tự giới thiệu đây là tất nhiên là tất cả những gì Trần Dần chịu trách nhiệm trước luật pháp của nước Mỹ và luật pháp của nước Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có liên quan gì đến kênh như là tuyên viên cô Bảo Cộng TV đã trân trọng kính chào khán khán giả. Hôm nay là tuyên viên là ngày Chủ nhật, Trần Dần phải đi biển và tuyên gian hải sản. Hôm nay nhân dịp như là cô Bảo Cộng là Trần Dần có gọi nhắn tin cô Bảo Cộng bây giờ cho quý vị biết. Hiện tại Trần Dần là tuyên viên vẫn ở ẩn tu thân ở tiếng chuyện San Diego, là tất nhiên không có là giao thiệp với ai cả, là chỉ có là tất nhiên chỉ ở ẩn tu thân. Năm 2003 là Trần Dần có một gặp một cái phép lạ của Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu chọn Trần Dần là làm giúp nước Việt Nam. Trần Dần chỉ về phải ở ẩn, là tất nhiên bỏ tất cả sự nghiệp triệu phú để đi về ở ẩn tu thân, ở là tất nhiên là ở một cái chỗ hẻo lánh để mà tất nhiên là sống kiếp sống nghèo. Hồi xưa Trần Dần tự giới thiệu năm 1980, Trần Dần là tổng giám đốc hãng bột Hai Con Voi. Năm đó là tất nhiên mở đầu tiên nhất là Trần Dần đã có là một tháng 60.000 lợi tức, 60.000 đô lợi tức mỗi tháng. Nhưng mà năm 2003 là tất nhiên Trần Dần thấy Chúa Giêsu, Trần Dần bỏ hết tất cả bỏ hết tất cả sự nghiệp vì theo tiếng gọi và thử thách của Đức Chúa Giêsu. Amen. Vâng, hôm nay kính chào các bạn. Vâng, hôm nay Bảo Ngọc nhìn thấy anh với phong cách rất là playboy. Đầu thì là đội mũ phớt này, đeo kính thì lại đổi màu này, xong rồi tay lại cầm tẩu vào hút thuốc nữa. Xong rồi lại ngồi trên xe ô tô rất là khác mọi khi khi mà anh đang ngồi ở nhà. Thế thì hôm nay có cảm hứng gì mà anh lại đi biển? Anh Trần Dần. Cái đi biển và tất nhiên là cái thú vui là tất nhiên ở San Diego tất cả đều dùng nào cũng là dùng biển hết á. Chạy chút xíu là khoảng 15-20 phút, nó y hệt như bằng như biển Vũng Tàu mà thôi. Chỉ cần 15-20 phút là ra tới biển, là tất nhiên hưởng thú, là chỗ nào cũng có biển hết. Thì tất nhiên là nói cái đó là cái thú của vấn đề ở vùng San Diego. Sự vùng San Diego này y hệt như là trên Đà Lạt, khí hậu như trên Đà Lạt, nó rất là tất nhiên là rất là không khí rất tốt và trong lành. Dạ vâng, thế thì anh Trần Dần ơi, ngày hôm nay thì anh có câu chuyện gì để kể cho Bảo Ngọc không? Thứ nhất là anh có kế hoạch về Việt Nam hoặc là có muốn thời gian tới này để trở về Việt Nam không ạ? Tất nhiên là theo dự tính của quốc sư Trần Dần sẽ trở về Việt Nam, là tất nhiên Hà Nội để thăm Bác Hồ, lăng của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Là một cái thứ hai là muốn trở về bao nhiêu năm. Năm 1996 là tất nhiên Trần Dần đã từng về kinh doanh vấn đề xăng dầu, bán cho vấn đề tư nhân xăng dầu là một tháng là 50 container, là tất nhiên khoảng 500.000 đô cho vấn đề xăng dầu tư nhân. Thì năm 1996 thì tất nhiên năm 2000 Trần Dần có về, bây giờ tự nhiên là gần năm 2000 tới giờ là tất cả gần 22 năm Trần Dần không có về. Bây giờ hiện tại Trần Dần nghĩ về vấn đề là tất nhiên là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải nghĩ đến nước Việt Nam chúng ta. Đó là sự thật. Tất cả những người ở hải ngoại đều cũng mong mỏi một ngày nào trở về nước Việt Nam, tất nhiên là sống hạnh phúc trên vấn đề quê hương đất tổ của chúng ta.
Vâng, em thấy là ở Mỹ đang chuẩn bị có cái cuộc bầu cử ấy, thì đợt này anh sẽ ủng hộ cho ông nào ạ? Bây giờ nó xin lỗi chứ hiện tại về bầu cử là tất nhiên nếu mà nói vấn đề bầu cử tổng thống thì tất nhiên là phải ủng hộ cho tổng thống Joe Biden rồi. Hiện tại là tất nhiên là do sự nếu mà phải nói cái chuyện đã qua là năm như là hai lúc mà tổng thống Barack Obama là đắc cử xong là tất nhiên kinh tế đang đi xuống thì tất nhiên là tổng thống bà Michelle bà mới như là mở là cái hồ sơ bà thấy dần dần đã có là tất nhiên vô vấn đề tòa bạch ốc liên lạc tất cả thư từ đều nằm trong tòa bạch ốc dần dần đã liên lạc với tổng thống George Bush và giúp tổng thống George Bush vấn đề quýnh vấn đề nghĩa là tất nhiên là bên Iraq và kể cả bắt rồi tất nhiên là tổng thống Iraq rồi hiện tại là tất nhiên là tổng thống George Bush đã nghĩa là nhờ vấn đề đó mà có tổng 2026 là tất nhiên là tổng thống nghĩa là tập chức bút mới đổi chữ ký thì lúc đó là mới có chữ ký thì tổng thống đâu có nói là gì mà gì lý do gì dần dần mà đổi chữ ký nhưng mà qua sự hiểu biết của bà Michelle mới biết là tất nhiên dần dần đã giúp gì cho tổng thống tiền nhiệm đổi chữ ký không phải là một vấn đề chữ ký là bút ký của đời người mà nếu mà tổng thống đổi chữ ký đó cũng là phải do ta phải có một cái sự đặc biệt gì bởi vì dần dần có những chứng từ là lá thư qua lại với tổng thống Tập Bush và yêu cầu tổng thống Bush và hứa là phải làm đúng lời hứa là bởi vì tổng thống là vua của một nước là hứa là phải đổi chữ ký lại giờ tổng thống đã Tập Bush đổi chữ ký thì bà Michelle mới tín nhiệm mới cho người xuống như là tất nhiên San Diego để gặp dần dần và mời dần dần để cứu vấn đề kinh tế lúc đó là tổng thống Barack Obama đắc cử nhưng kinh tế đang eo buộc dần dần cũng hứa sẽ giúp qua vấn đề một chứng từ là qua một cái tờ giấy không bằng chữ Việt không cần tiếng Anh nếu tiếng Anh thì chưa chắc tổng thống Barack Obama dám ký vô nhờ cái vấn đề tiếng Việt đó thì tất nhiên rất dễ giải cho dần dần đó là cái sự khôn ngoan của dần dần làm ra chuyện là tất nhiên giúp là tất nhiên giúp người và giúp giúp đời thì tất nhiên tổng thống Barack Obama lúc đó mới là xong thì tất nhiên nhờ nhiều chuyện nên dần dần mới được bà Michelle trân trọng và kính và hiện tại bây giờ là do sự giới thiệu của bà Michelle và tổng thống Barack Obama nên dần dần mới phò lại cho tổng thống Joe Biden để làm tiếp tục làm tổng thống đó là nhờ cái sự tất nhiên thân tình giữa là tổng thống Barack Obama nên dần dần mới trở lại làm việc cho vấn đề tổng thống Joe Biden. Nhưng mà anh Trần Dần này, em thấy là cái việc mà ông Joe Biden thì là cũng rất là có lý. Tuy nhiên là em thấy ông ấy tuổi rất là cao rồi thì liệu cái tỷ lệ đắc cử của ông ấy có ổn không hả anh? Theo dự đoán của Bây nhà tiên giờ tri. dễ lắm bởi vì hiện tại do tổng thống cho Biden và tổng thống tất nhiên Donald Trump thì cao tuổi của ngang cỡ với nhau thì tất nhiên xê xích cũng vài ba tuổi thì cái chuyện mà khi mà tổng thống Donald Trump sẽ tái ứng cử năm 2024 bây giờ đã hiển nhiên là tái ứng cử rồi thì cái chuyện đó là sẽ có vấn đề tất nhiên là bởi vì hiện tại tổng thống mình phải nói là chưa bây giờ đã tái ứng cử thì cái chuyện hơn thua sẽ vấn đề sẽ hậu xét nhưng mà theo mình đoán tổng thống Donald Trump là tất nhiên là dù cho tất nhiên ổng có tài nhưng mà ổng hay đổ quá thì kỳ này có lẽ ổng sẽ thua nữa. Thế thì vừa rồi em thấy có một số tờ báo người ta có nói đến cái việc là khám xét nhà ông Donald Trump. Thế và nguy cơ là ông Donald Trump có thể sẽ phải đi ngồi tù. Thì anh là một nhà tiên tri thì anh dự đoán cái việc này có xảy ra hay không ạ? Ở tù thì chắc tôi cam đoan không ở tù vì nào nó là tất nhiên nó đã là tất nhiên là cựu tổng thống rồi nó có những cái như là những cái đặc biệt là tất nhiên miễn án cho tất cả tổng thống thì tôi nghĩ ổng sẽ thoát nhưng mà ổng sẽ ra ứng cử năm 2024 tôi đã đoán trước rồi ổng với Joe Biden sẽ đoán sẽ vận động tranh cử thì lúc đó sẽ vấn đề xảy ra sẽ kỳ diệu là lúc đó là tại lý do nếu mà tổng thống Joe Biden mà tất nhiên hiện tại bây giờ ông nổ quá cái ông làm vấn đề mà tất nhiên khi mà ông thua ông không chấp nhận thua cái vấn đề năm 2000
thì dân ở đây có một số 70 triệu người theo ông, nhưng mà còn số 82 triệu người theo âm thầm theo tổng thống Joe Biden, thì cái chuyện đó đã có kết quả rồi. Thì bây giờ mình chờ thời gian nữa sẽ biết như thế nào, khi mà ông tổng ổng vấn đề mà bỏ tay tháng 12 không chấp nhận đó, là tất nhiên ông nói cái đó là bầu cử gian lận, cái đó là cái chuyện là tất nhiên không tốt đối với là tổng thống Barack tổng thống Donald Trump. Như vậy là tất nhiên dân chúng người ta trừ ông bởi vì lý do cái đó đã ngã ngũ rồi. Khi mình thua thì mình chấp nhận thua đi, thắng thì mình chấp nhận thắng đi. Nhưng bà Harris khi thua bà chấp nhận thua thôi, dù thua ít nhiều gì bà cũng chấp nhận thua. Bà trên đức đề bà là phải nói là thắng cử. Còn ông này là tự nhiên đã không nghĩa là đã thua mà không chấp nhận thua, cái đó là cái chuyện cái dở của tổng thống Donald Trump. Vâng, em nghe nói là cái đám cưới của anh vào ngày mùng 8 tháng 8 năm 2023 vẫn diễn ra. Thế thì anh đã có sự chuẩn bị gì cho cái đám cưới đấy chưa? Cái đó là tới đó là sẽ tính, còn bây giờ hiện tại là giữa tôi với cô, tất nhiên là cô danh ca như mình có nhiều cái là tất nhiên hơi trở ngại chút xíu, là tôi sẽ ngầu lại nói chuyện lại với nhau. Hiện tại trên vấn đề mà kỳ đó do vấn đề mà ngày chết của ông tổng giám đốc, tất nhiên cụ tổng giám đốc là tất nhiên tôi lai tôi đã có đăng báo, là tất nhiên là có đăng báo hẳn hỏi tôi và cô Như Quỳnh là chị hôn thê, là tất nhiên là chị hôn thê, là tất nhiên là trên vấn đề đó thì tất nhiên bây giờ tôi thấy có nhiều cái chuyện không thuận buồm xuôi gió lắm, tôi sẽ cầu là nói chuyện với cô Như Quỳnh. Chắc là quốc sư lại chưa mua nhà cho cô cơ đúng không? Quốc sư phải mua cho cô. Quốc không, sư nhà rồi. Thì tất nhiên là tổng thống cho bên đây đã hứa rồi, nếu tôi mua tôi đáp cưới thì sẽ cho tôi số tiền 3 triệu rồi. À, cái việc đám cưới của Như Quỳnh ấy thì em thấy là quốc sư có kế hoạch là cuối năm nay về Việt Nam. Thế thì dự kiến chính xác là ngày nào anh về Việt Nam? Thì tháng 12, 15 Tây tôi sẽ trở về Việt Nam. Tôi là trước khi về Hà Nội thăm viếng đăng của Bác Hồ. Bảo Ngọc đang hỏi là thế bao giờ thì anh gắn răng? Khi nào anh gắn răng để Bảo Ngọc còn live stream, để còn khoe răng cho anh? Ok, chỉ nên nhỏ xíu thôi. Chừng nào có tôi sẽ báo cho tôi là Bảo Ngọc biết. Bây giờ thôi nha, bây giờ hiện tại tôi có công chuyện nha, hẹn cô Bảo Ngọc vào chiều khác nha. Trân trọng kính chào cô Bảo Ngọc và tất cả khán thính giả của kênh Việt TV. Và trân trọng kính chào quý vị khán giả, hẹn quý vị khán thính giả vào chiều khác. Trân trọng kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn anh Trường Dần và chúc anh sức khỏe, chúc anh có ngày Chủ nhật vui vẻ ạ. Vâng, xin chào khán giả của Việt TV. Dạ, trân trọng kính chào cô Bảo Ngọc và Việt TV.